lại là mình Shima đây. Như các bạn biết, khu dân cư trong map đảo sa mạc chính là một nơi mà phải nói quy tụ rất là nhiều địch luôn. Mà ngay tại đỉnh thám này cũng có nhiều thanh niên nhảy lên. Luôn luôn lắng nghe và theo dõi ý kiến của các bạn á. Hôm nay là tôi với lại là Bé Lâm sẽ quyết định là giả boss cũng như là bảo vệ nóc tháp của khu dân cư trong map đảo sa mạc nha anh em ơi. Dạ nóc đó khó đứng lắm anh Hải ơi, có chút xíu à. Đúng rồi anh em ơi, do là tôi lại Bé Lâm là hai người á, cho nên là đứng trên đó là phải khéo một xíu anh em ơi. Trời ơi trời, đúng kiểu như là sai một ly là gớt cái bạch luôn anh em à. Ok, thì trước khi mà vô trận đấu anh em đừng quên là để lại cho tôi với lại Bé Lâm một like này cũng như là một cái đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em ơi. Bây giờ là không lòng vòng nữa, vô thôi. Do là ở đầu game anh em tụi tôi là vẫn chưa có súng dây móc á, cho nên là phải dùng Sentinel cũng như là nhảy xuống và lụm súng anh em ơi. Hồi nãy một xíu nữa là em gớt rồi đó anh Hai. Đây rồi, bây giờ để xem là mình lụm được súng gì nha anh em ơi. À, ngon. Ủa, em có B90. Trời ơi là trời, B90 làm ăn gì mày. Tính ra là ở trên cao là phải cần súng trường với lại là đạn súng trường nhiều hơn anh em ơi. Tại vì là ở trên cao bắn tầm xa mà anh em. Bây giờ Bé Lâm là đang có cây B90 anh em ơi. Tôi không có súng trường luôn rồi. Tôi là có cây AN94 này. À đây rồi, nhon này, nóc luôn chứ còn gì nữa. Ghê quá vậy. Ok, một kill dành cho tôi nè anh em ơi. Từ từ Lâm ơi, bên phía trước mặt của em là đang có rất là nhiều người luôn ấy. Khoan từ từ anh Hai, sợ bị bắn lén quá. Bây giờ là xung quanh đây anh em, tôi với lại Bé Lâm sợ bị bắn lén và chưởng anh em ơi. Do là ở trên này khá là thoáng, là bốn phía có thể là bắn được luôn ấy. Như kiểu là nếu như mà Bé Lâm là bị bắn anh em là sẽ bị bắn nhiều hướng luôn anh em ơi. À, hình như là phía cái nhà mà ngang trước mặt cái Lâm ơi là đang có người ấy. Đi đâu mất tiêu rồi ui. Từ từ coi chừng gớt nha mày. Biết rồi anh Hai, hình như ở dưới có 1-2 tặng á anh Hai. À, đây rồi, bây giờ là Bé Lâm sẽ đi lụm súng anh em ơi. Từ từ Santino tôi cũng hồi cho nên là tôi sẽ xuống với Bé Lâm luôn nha anh em ơi. Đây rồi, súng trường đâu? Tầm này là tôi với lại Bé Lâm phải cần là lụm được 2 cây súng trường cũng như là full đạn súng trường luôn anh em ơi. Đây rồi, súng trường. Ok, Bé Lâm là có súng trường rồi, ngon rồi anh em ơi. AN94 anh Hai. Coi chừng là không có quay lại được nha Lâm ơi. Đấy à, là Santino nha. Đây rồi, hên quá, còn xíu thôi. Ok, Bé Lâm quay trở lại, tôi sẽ quay trở lại cũng như là bắn thanh niên dưới nha anh em ơi. Ủa, thanh niên dưới rồi đó anh Hai ơi. Nghe cháu bông keo phải không? Đúng rồi. Rồi xong rồi, bây giờ mà lú ra xác định là tới công chuyện với mình luôn. Ui, quẩy rồi làm gì gớt xuống tầng dưới vậy mày? Em gớt xuống tầng dưới, ui, tầng này em thấy bắn được anh Hai ơi. À, tầng dưới là có vẻ là ok đó anh em ơi. Tại vì là mình thấy nếu mà bị bắn bên kia là có thể là qua đây núp được ấy. Ok được ấy, từ từ. Bây giờ xíu nữa là mình sẽ xuống tầng dưới với Bé Lâm anh em ơi. Này thì chạy qua nè, nóc một. Ghê vậy, một kill dành cho Bé Lâm nha anh em ơi. Ngon lành cành đào rồi. Sau khi mà tụi tôi bảo vệ cái nóc tháp này xong á anh em, và khi mà bo vô ấy thì tụi mình sẽ quyết định là chạy cũng như là nhiệm vụ tiếp theo của anh em tụi mình sẽ lấy tấm 1 nha anh em ơi. Phải lấy tấm 1 anh em à, không lấy tấm 1 thì thôi dẹp nghỉ luôn ấy. Ui có 2 người luôn kìa. Nhờn này, nóc 1 này, xin vĩnh biệt cụ liền. Từ từ, bây giờ là còn lại một thanh niên nữa anh em ơi. À, nhảy qua cái này thì nhảy này. Sao mà đỡ được lia luôn. Trời anh Hai ghê quá vậy. Ok anh em ơi, tôi vừa lia được 2 người rồi. Ngon lành cành đào đấy. Hình như là xuân xưa nay có 3 kill rồi đó anh Hai. Chứ còn gì nữa. Tầm này á là ở trên này anh em thì tôi lại Bé Lâm vẫn chưa bị bắn anh em ơi. Anh Hai xuống đây đi, mình bắn được địch nhưng mà địch khó bắn mình lắm anh Hai. Ok, chắc có lẽ là mình sẽ xuống ngay tại vị trí của Bé Lâm anh em ơi. Do là ở trên cái nóc tháp này anh em khá là thoáng luôn anh em ơi. Rồi xong. Quẩy nồi tôi gớt xuống dưới tầng mà dưới chân Bé Lâm luôn anh em ơi. Ê Lâm ơi, bây giờ em kiếm thêm một cây súng trường thay thế cho cái cây B90 nữa là ok rồi đó. Ok luôn Hai, em đi kiếm. Tầm này là Bé Lâm cầm cây B90 nhìn ảo ma quá anh em ơi. Bởi vì ở trên cao là cây B90 bắn rất là yếu luôn ấy. Tôi là bây giờ đang có súng dây móc rồi anh em ơi. Chắc có lẽ là tôi sẽ lên ngay tại vị trí của Bé Lâm cũng như là sẵn cover Bé Lâm nha anh em ơi. Nếu như mà trong hai tụi tôi mà có một người nóc anh em thì cũng dễ cứu anh em à. Chứ một người ở trên, một người ở dưới là khó cứu lắm anh em ơi. Ok, bây giờ là tôi sẽ đu lên này. Ui, quẩy rồi nó dướng lại không lên được anh em ơi. Ảo ma Canada vậy. Anh Hai đu xuống dưới cho dễ lên Hai ơi. Từ từ, bây giờ mình phải canh kỹ lại cái góc này anh em ơi. Nhảy lên một phát một thôi cái là lên luôn anh em à, cho nó chuẩn xíu nha. Hồi nãy giờ là tôi canh nhưng mà cứ bị đụng cái đầu tôi rớt xuống anh em ơi. Quái chạy đua đũa thật sự luôn ấy. Anh Hai nhìn dành nói vậy nha. Yên tâm, thanh niên nào mà nhảy lên cái nóc tháp mình bắn là xách cái quần lên chạy không kịp luôn anh em ơi. Trời ghê quá vậy. Bây giờ là trên món đầu còn lại là 22 người anh em à. Mà trừ tôi lại Bé Lâm ra là còn 20 người này. Rồi xong, em tự tin là bao nhiêu phần trăm là ở trong trận đấu này có thể là sẽ lấy được tấm 1? Khoảng 80% anh Hai ơi. Tự tin dữ mày. Có súng dây móc chưa Lâm ơi? À chưa anh Hai, đếm đi mua cho. Ok, mua để nhảy lên anh em à. Túi trên này hiện tại là đang kiểu ngắm vẫn chưa thấy ai anh em ơi. À, tầm này là mình đang nghe tiếng chân anh em ơi. Ê coi chừng nha Lâm ơi, có tiếng chân đó nha. Ủa vậy hả anh Hai? Từ từ mình tỉnh anh em ơi. Tầm này là tôi vừa nghe tiếng chân của một thanh niên nào mà gần đây anh em ơi. Bây giờ là đợi Bé Lâm lên nữa là thanh niên này xác định bể nó cơm điện này chứ còn gì nữa. Em vừa lượm được 500 xu nè. Tính ra là tôi lại Bé Lâm là dồn đam anh em thì dễ nóc hơn anh em ơi. À, anh nghe tiếng chân là hơi bị gần đó nha Lâm ơi. Ui quái, nồi càng ngày càng gần nè anh em ơi, nhưng mà không biết ở đâu. Bé Lâm thấy chưa vậy? Chưa anh hai rồi. Bé Lâm là vẫn đang mua đồ nè anh em ơi. Quái chạy đâu đũa thật sự luôn ấy. Ui, coi chừng đó nha Lâm ơi, anh nghe tiếng chân. Thấy rồi, bạn nữ nè. Ok, rồi nóc rồi anh em ơi. Hết sọt luôn. Gạt luôn chứ còn gì nữa. Rồi lên lại trên cao Lâm ơi. Bây giờ tầm này là Bé Lâm nó vừa là có thêm một kill nữa anh em ơi. Ui, chở lại đi mày. Rồi đem lên cho đây rồi. Tôi xuống đây cũng như là tôi là mất đồ anh em ơi. Do là tầm này tôi khá là nghèo luôn ấy. Em có 1,53 chip luôn nè anh hai. Rồi, bây giờ là mình sẽ trở lại cũng như là mình cover Bé Lâm nha anh em ơi. À, thanh niên nào mà chạy ngang đây là xác định là tới công chuyện với mình với lại Bé Lâm liền anh em à. Ngay tại vị trí này anh em mình thấy là đứng hợp lý hơn là ngay tại vị trí ở trên nóc anh em ơi. Đỉnh nóc á là khi mà cái địch nó bắn mình á anh em thì không thể nào mà đặt keo cũng như là né được ấy. Do là bốn phía nó bắn vô trời gậu trời hết cứu luôn anh em à. Còn chỗ này thì có bờ tường cũng như là làm điểm tựa anh em ơi. Thành ra là đỡ tốn keo ấy. Ok, để bây giờ em đi chi nã. Đúng rồi Lâm ơi, trời chi nã đi để biết vị trí của những thanh niên còn lại nó chứ còn gì nữa. À thấy rồi kìa, đứa đằng kia kìa. Quái, nồi xa thật sự luôn anh em ơi, nó ở bên kia. Nhưng mà hy vọng là bo vô nó sẽ chạy qua bên hướng tụi tôi anh em ơi. À, tầm này mà nó chạy qua đây xác định là tôi lại với Lâm lại tiếp tục là có thêm một kill rồi anh em à. Bo hiện tại là không có độ tôi lại với Lâm rồi anh em ơi. Tầm này là tâm bo phải nói là khá là xa luôn anh em à. Cái hướng của khu vực mà khu lọc dầu anh em ơi. Anh hai nhớ nhìn xung quanh nha, coi chừng bị bắn lén. Ok yên tâm, trời ơi trời mình tính ra là di chuyển qua lại anh em ơi, nhìn phía trước cũng như là sau ấy. Mất công là nó bắn lén là khỏi đỡ luôn anh em à. Tầm này là tôi lại với Lâm sẽ ngồi ở đây cũng như là chờ thanh niên mà tôi vừa chia nã anh em ơi. Nếu như mà có chạy qua hướng bên này là xác định tới chuyện với tôi liền ấy. Ok, sau khi mà anh em tôi ngồi ở đây chờ đợi á, thì thanh niên kia cũng đổi hướng cũng như là chạy rồi anh em ơi. Và hiện tại là bo cũng đã thu vô rồi á, cho nên là tôi quyết định là bỏ chạy cũng như là nhiệm vụ tiếp theo là sẽ lấy được top 1 nha. Chạy bo thôi. Cố gắng đi chung mà lấy top 1 nha Lâm ơi. Biết rồi anh hai ơi, nhín hai đi chung nè. Thanh niên mà tụi mình vừa chia nã đi rồi. À, nhờn á. Ui quẩy nồi một phát một thôi tôi bắn nó bể nồi cơm điện luôn anh em ơi. Đâu vậy lên gạt lại anh hai ơi. Ok gạt giùm anh Lâm ơi, bây giờ bé Lâm đang đi trước mình ấy. Ok thấy chưa Lâm ơi? Thấy rồi gạt nè. Rồi sương là có thêm một kill nữa anh em à. Ui đầu vào vậy. À, ngon anh em ơi. Ui bé Lâm bị bắn anh em ơi. À người bắn em này bắn mất 7 nè. Trời ơi là trời dân chơi này vừa bắn bé Lâm anh em ơi. Quái trời đồ đũa thật sự luôn ấy. Ok bé Lâm lại tiếp tục là có thêm một kill này. Bây giờ là bo đang thu vô anh em ơi, cho nên là tụi mình quyết định là sẽ chạy bo luôn nha. Tầm này là bo khá là đau quá cho nên là chạy nhanh Lâm ơi. Ok nhanh thôi. Lẹ trời ơi là trời đừng nóc bo nha. Và đừng có thiên nào mà đứng ở đây kêu bo nha. Trời kêu bo là xác định tôi lại bé Lâm là khỏi vô luôn anh em ơi. Móc vô nhanh anh hai ơi. Ok tới liền. Bây giờ là tôi sẽ chạy bo với bé Lâm và vô tâm bo luôn nha anh em ơi. Bo hiện tại nói chung là vẫn chưa là tâm bo ở khu lọc dầu anh em à. Có người anh hai ơi. Rồi anh Lâm ơi. Ui bé Lâm vừa bị bắn mất nửa cây máu rồi anh em à. Thanh niên bắn bé Lâm là ở bên cái gáp treo bên kia bật dòng trong nô Lâm ơi. Thấy rồi. À, phía dưới chân bé Lâm là cũng có bông keo nhưng mà hình như là mấy thanh niên này chỉ bo hay sao anh em à. Tụi tôi thấy là bây giờ là không còn ai ở dưới đây. Ok, bây giờ là chắc có lẽ là anh em tụi tôi sẽ quyết định là thả Sentinel xuống dưới cũng như là xuống dưới bắn luôn nha anh em ơi. Chơi là phải chơi tới bến luôn chứ còn gì nữa. Kêu tròn hả bạn? À, có chỗ nhí lên được. Đây rồi, sao mà đã được. Hay lắm Lâm ơi ơi, chạy bo lẹ Lâm ơi. Trời ơi là trời bo tầm này nó đau quái chạy đồ đũa luôn ấy. Ui quá trời đau rồi. Ok anh em ơi, bây giờ là phải chạy vô bo gấp ấy. Tầm này là trên món đồ còn lại là 6 người anh em ơi, trừ tôi lại với Lâm ra là còn 4 người. Chứng tỏ là hình như là còn lại là 2 team nữa anh em ơi. Ui vẫn còn người kìa. Mấy nội có người bắn tôi anh em à. À, chắc là thanh niên mà chạy bo cùng. Tính ra là thanh niên này hơi ảo ma anh em ơi, chạy bo không chịu nhưng mà cứ bắn theo tôi ấy. Rồi xong rồi, từ Lâm ơi. Bây giờ là mình với lại với Lâm sẽ vô bo cũng như là kê bo lại nó nha anh em ơi. Ui công lên luôn hả mày? Công lên chứ sao anh hai? Nóc luôn chứ còn gì nữa. Trời ghê vậy. Ok anh em ơi, cuối cùng là tôi đã có thêm một kill nữa rồi. Bây giờ là trên món đồ còn lại là 4 người trừ tôi lại với Lâm ra là còn 2 người. Ui nhanh quá vậy ta. Bây giờ là còn lại 1 team 2 Lâm ơi. Anh với em đi chung nữa là chắc chắn là sẽ được top 1 ấy. Đi lên trên đồi này nè. Ok lên đồi anh em ơi. Có người trước mặt em á nha Lâm ơi. Thấy rồi đem công lên cho. Nhờn hả mày? Thứ gì mà chịu nổi nóc luôn. Ui tâm lẻ anh em ơi. Bây giờ là còn lại 1 thanh niên á Lâm ơi. Rồi em chơi khôn máu luôn nè. Ok, còn lại một thanh niên mình sẽ đứng ở trên đây mình cover Bé Lâm nha anh em ơi. Rồi, cố lên Lâm ơi, lấy top 1 luôn chứ còn gì nữa. Top 1 chắc rồi. Chứ mà Bé Lâm là một thanh niên mà cuối cùng luôn anh em ơi. Hãy đi rồi. Thanh niên nè. Cố lên, bình tĩnh Lâm ơi. Dân chơi này. Này, sai tách suya.